Em xin chào các bạn, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bố Anh Kinh Môn. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 nhé. Được em tư vấn hỗ trợ cũng như là lịch xem xe và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mọi người ưng xe thì có thể xuống theo địa chỉ đó nhé. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người tham khảo một chiếc xe đến từ chất lượng của Hàn Quốc. Và chiếc xe này thì bên em là cũng đang giảm giá rất là sâu luôn. Một form xe hạng B. Đó là chiếc Daewoo Gentra nhé. Chiếc xe này, chiếc Daewoo Gentra sản xuất năm 2009. Động cơ máy là 1.5, phiên bản số sàn, tổng thành xe là màu xanh dương mọi người này. Màu này thì dòng Gentra cũng tương đối là hiếm thôi. Rất là hiếm tại vì Việt Nam của chúng ta đa số là màu đen và màu trắng là nhiều. Một form sedan, form giá của em nó rất là đẹp luôn. Cụm đèn hậu mọi người này, xe trang bị màn hình cam lùi này. Đèn hậu nguyên bản theo xe. Na răng thường đây bà con này, chiếc xe này chưa có lên na răng đúc bà con nhé. Lốp đây, 4 quả khe rãnh rất là dày luôn này. Gầm bệ của em nó đây, em quay qua phần gầm bệ cho bà con tham khảo luôn nhé. Đó, rất là chất luôn. Chiếc xe này máy số gầm bệ em cam kết với bà con cực kỳ chất luôn nhá. Xe không có taxi khoan đục. Nên là chất lượng của xe rất là tốt luôn. Thì dòng Gentra này thì ngày xưa thì được các hãng taxi sử dụng rất là nhiều luôn. Nhưng mà chiếc xe này thì không có taxi khoan đục một tí nào nên là bà con là yên tâm. Không có dịch vụ một tí nào. Nên là về máy số cực kỳ là chất luôn. Nên là xe còn rất là cứng cáp bà con nhá. Nội thất đây rất là sạch sẽ luôn nhá, ghế da đây. Rồi bà con em quay gần cho bà con tham quan sát này. Đó, ghế da rất là mới luôn nhá, không có bong chóc chảy trước gì cả nhá, rất là sạch sẽ. Nói chung là chiếc xe này bà con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Trần đã được bọc 3D đây, màu lâu rất là đẹp luôn. Form sedan hạng B ngồi cũng tương đối là rộng rãi thôi. Và chiếc xe này là với giá thành là chỉ với 135 triệu là cô bác và anh chị đã sở hữu mẫu xe này rồi. Thì bà con mà quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ em nhé. Và bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mà cô bác anh chị nào ở xa mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em. Cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là mọi người lấy xe đi rồi. Và bên em thì xe lồng em sẽ gửi xe lồng vào cho bà con. Và xe thì chạy dọc tuyến quốc lộ 1 và bến đỗ cuối cùng là ở bến trên cầu Sài Gòn. Nên là bà con có thể chủ động đón xe dọc tuyến quốc lộ 1 để nhận xe. Xe lên màn hình Android rất là xịn xò con này, khóa khiển thì hai khóa khiển nhá. Táp lô táp ly rất là đẹp luôn. Nội thất rất là tươi mới này. Ngồi rất là rộng rãi và dòng này đi rất là êm nhá, cực kỳ là êm và đầm xe. Một dòng xe rất đến từ chất lượng của Hàn Quốc, rất là bền bỉ. Cực kỳ là bền bỉ và lành xe. Và chỉ với 135 triệu thôi là bà con đã sở hữu mẫu xe này rồi. Đây, ghế da sạch sẽ đây. Tam nô tam ni đây. Đây bà con có thể quan sát những đường viền táp ly nhá. Đường viền táp ly này, các khe rãnh rất là đều luôn nhá. Đó, không có tai nạn một tí nào luôn, không tai nạn ngập nước. Đó, kể cả đường viền táp lô cũng thế mọi người này, rất là đều đẹp, không có hiện tượng hở hay là cong vênh gì cả bà con nhé. Đây nội thất đây, nó là sạch sẽ luôn. Chỉ với 135 triệu thôi là mọi người đã sở hữu mẫu xe này rồi. Xe em cam kết là không lỗi. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo phần con động cơ của xe. Đây mọi người có thể quan sát này, táp lô của xe đây nhé. Xe lên màn hình Android đây. Đó, rất là mượt mà luôn. Cổ số rất là ít mòn luôn này. Phanh tay đây. Chỉ với 135 triệu thôi là bà con đã sở hữu mẫu xe này rồi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ em. Một mẫu form sedan giá rẻ, chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Đây tiếng máy nổ đây, rất là êm mọi người này, không có rung giật gì cả nhé. Động cơ rất là khô ráo và sạch sẽ này.
xe không có tai nạn một tí nào luôn nhá. Đó, chỉ răng đầu thôi, còn nguyên bản luôn. Máy nó cực kỳ là chất luôn, rất là êm. Mọi người mà quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.